Xin chào quý vị và các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với món bánh trôi ạ. Thì cái phong tục của mình thì đến ngày Tết Thanh Minh mùng 3 tháng 3 thì chúng ta hay làm bánh trôi để cúng á. Thì hôm nay mình sẽ làm cái món này để các bạn tham khảo và làm cái món trôi ngon để chúng ta cúng ông bà tổ tiên nhé. Đầu tiên thì chúng ta tự chuẩn bị nguyên liệu, dùng có là cái đường này. Đường này thì các bạn có thể là mua đường về cắt, hoặc là mình mua cái đường mà nó cắt sẵn này. Đó. Cắt sẵn như thế này rồi. Vừng. Vừng thì mình sẽ làm từng nào thì mình rang từng đó cho nó thơm nhá. Không được rang nhiều quá để nó không thơm. Và làm trong ngày, còn nếu mà rang từ mấy hôm trước mà để sau mình mới làm thì nó sẽ mất cái mùi thơm của vừng. Và đây là bột nếp. Hôm nay mình làm bột nếp khô nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành nhào bột. Đây, bây giờ mình sẽ nhào bột nhé. Chúng ta bỏ nước từng ít một nhé. Vì mình bỏ lần nhiều thì nó đường bột nó nhão quá thì nó không là đổi. Nếu sau là mình sẽ dùng bằng tay, mình sẽ nhồi bột kỹ. Các bạn làm bột bằng nước thì nó sẽ mềm hơn và nó sẽ ngon hơn. Còn nếu mà làm bột khô thế này thì nó không ngon bằng. Nhưng mà mình cũng phải tùy cách, nếu mà mình nhào bột kỹ và đều thì nó cũng sẽ rất là mềm. Không, nhào bột rất là quan trọng. Rồi, bây giờ mình tay dùng tay. Sau khi bột đã mình đã nhồi kỹ nhá, các bạn nhồi càng kỹ bột thì càng ngon. Và các bạn nhồi kỹ bột thì mình sẽ để khoảng tầm 30 đến một tiếng, hoặc khoảng tầm 30 phút thì mình sẽ làm bánh. Sau khi bột đã được các bạn nha, thì mình sẽ đi làm bánh nhé. Mình làm cho nó dài, xong rồi mình cắt ra một đĩa, cắt miếng vừa nhé. Chúng ta làm vừa thì nó mới xinh. Chúng ta cắt như thế vào chúng ta. Bây giờ làm bánh nhé. Đây, chúng ta bỏ đưa. Đó. Chúng ta làm sao mà cái bột nó phủ cái đường này được.
làm nhỏ dừa nhưng ăn rất là ngon. Còn nếu mà nhiều người họ làm to quá, to thì ăn nó không, thứ nhất là không đẹp, thứ hai nữa là ăn nó không vừa miệng, nó không ngon. Chúng ta cứ bọc là mình đã vắt xong bánh nhé. Đẹp không, ngon không? Cái bánh này thì bây giờ mình sẽ đem làm luộc. Thì đầu tiên thì mình phải chuẩn bị một thau nước lạnh, một là nước lạnh cũng được, hay là nước đun sôi để nguội cũng được, để thật nguội thật lạnh nhé. Đây là mình chuẩn bị được đun sôi để nguội lạnh hẳn luôn nhé. Và bây giờ mình chuẩn bị một nồi nước sôi này. Khi nước đang sôi thì mình sẽ thả bánh vào nhé. Nếu bạn đã làm nhiều thì mình phải chia luộc cho hai mẻ, nhưng mà mình làm ít nên là mình chỉ bằng một bé thôi. Bây giờ chúng ta đun, khi nào bánh trôi nổi lên thì chúng ta vớt ra và bỏ vào nước lạnh nhé. Rồi thau nước chúng ta đã chuẩn bị. Đây, bánh của chúng ta bắt đầu nổi lên đây. Khi mà bánh nổi lên hoàn toàn chúng ta sẽ vớt ra. Khi thông nước chúng ta đã chuẩn bị sẵn. Cho thêm 1 phút, 1 2 phút rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ bánh nó nổi, chúng ta sẽ vớt ra. Xong rồi chúng ta thau nước lạnh này. Khi vớt ra thau lạnh này chúng ta sẽ vớt cháo nữa và cho ra đĩa nhé.
mình đã làm được 2 đĩa canh xôi nhé. Bây giờ khi mình vớt xa đĩa xong rồi thì mình sẽ rắc vừng lên. Mình cho ướt cái thìa nhỏ tí nhé. Mình chấm vừng. Mình chấm như thế này cũng được, mà mình sắc hẳn lên cũng được nhé. Bên này mình cũng chấm dừng. Đây nhá. Cái món trôi của mình đã xong nhá. Đó, rất là ngon nhá. Quay chỗ này nó sáng sáng tí. Camera hơi tối.